vui cho ai lương hưu thấp, hai phần lương hưu được đề xuất, khoảng cách sẽ được rút ngắn lại. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ về mức tăng lương hưu nên là bao nhiêu từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đa số ý kiến đều nhất trí nên chia ra ít nhất 3 cấp độ tăng cho 3 mức lương khác nhau hiện tại. Đây cũng là giải pháp để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và cuộc sống của những ai lương thấp cũng được đảm bảo hơn. Bởi vì chỉ khi về già rồi, tuổi cao sức yếu, đau ốm liên miên, cộng thêm trách nhiệm gia đình mới thấy cuộc sống vất vả khi lương hưu quá thấp. Ông Huân chia sẻ rằng, mức lương hưu hiện tại không đủ nuôi sống bản thân, chưa kể còn phụng dưỡng cha mẹ già gần 90 tuổi, nên ông khá hụt hẫng về lương. Đóng bảo hiểm xã hội suốt 42 năm 2 tháng, nhưng đến cuối tháng 12-2023, khi nhận quyết định hưởng lương hưu hàng tháng trên tay, ông Huân, sinh năm 1963, đã sốc nặng. Vì theo tính toán trước đó của ông, thì mức lương hưu nhận được ít nhất cũng khoảng 4,5 triệu đồng trên tháng. Nhưng thực tế, ông chỉ hưởng 3.365.129 đồng trên tháng. Ông Huân cho hay, từ tháng 9 năm 1981, ông làm giáo viên, cán bộ giáo dục, hiệu phó, hiệu trưởng một số trường tiểu học, trung học cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu. Hệ số lương theo ngạch bậc cuối cùng là 4.32. Ngày 31 tháng 1 năm 2008, ông nhận quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí. Thời điểm đó, theo quy định, điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với lao động nam là 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Ông Huân có 26 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội nhưng mới 45 tuổi, chưa đủ điều kiện về tuổi đời và chưa đạt mức hưởng tối đa 75%. Và để được hưởng tỷ lệ hưu trí tối đa, trong thời gian chờ đủ tuổi, ông Huân xin vào làm bảo vệ tại xí nghiệp dịch vụ ô tô Isuzu An Lạc, chi nhánh tại Sài Gòn và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Trong khoảng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị này, tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của ông Huân được chia thành hai giai đoạn. Từ tháng 5 2008 đến tháng 12 2015, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội cho ông căn cứ theo hệ số lương ngạch bậc tiền lương thuộc đối tượng do nhà nước quy định từ 1.99 đến 2.4. Từ tháng 1 2016 đến tháng 12 2023, đơn vị thay đổi thang bảng lương và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội đóng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định. Mức đóng dao động từ 4,9 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng trên tháng. Do vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, nên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu của ông Huân được cơ quan bảo hiểm xã hội tính bình quân chung của các thời gian. Trong đó, thời gian đóng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối, tức từ tháng 1 2011 đến tháng 12 2015. Với tỷ lệ hưởng tối đa 75%, mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội là 4.486.838 đồng. Tiền lương hưu hàng tháng ông Huân được chi trả là 3.365.129 đồng. Ngoài ra, ông Huân còn được chi trả trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 16.825.643 đồng, tương ứng với 7,5 năm đóng dư. Ông Huân cho hay, với mức lương hưu hiện tại không đủ nuôi sống bản thân ông, chưa kể ông còn phụng dưỡng cha mẹ già gần 90 tuổi, nên khá hụt hẫng. Ông Huân nói, bản thân tôi luôn tin tưởng chính sách bảo hiểm xã hội và tâm niệm rằng đóng nhiều, đóng lâu thì mức hưởng sẽ được tính toán tương xứng, nhưng không ngờ đóng càng dài lại càng thiệt thòi. Theo tính toán của ông Huân, nếu dừng đóng bảo hiểm xã hội vào thời điểm nghỉ việc chờ hưu năm 2008, khi đủ tuổi, lương hưu của ông sẽ được tính trên mức đóng bình quân 5 năm cuối, với hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội từ 3,1 đến 4,32, chắc chắn cao hơn mức hưởng hiện tại. Chưa kể, với sự thay đổi của chính sách về tăng tuổi nghỉ hưu, tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng mức tối đa từ 30 năm lên 35 năm, ông bị thiệt thòi khi phải kéo dài độ tuổi lao động và tốn thêm 5 năm đóng bảo hiểm xã hội. Kèm theo đó, khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của ông cũng bị giảm đi, từ 12,5 năm đóng dư chỉ còn 7,5 năm. Ngoài ra, do cố gắng duy trì đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi hết tuổi lao động, nên ông không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau nhiều năm đóng góp. Ông Huân cho rằng các chính sách sẽ luôn phải thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, đối với cá nhân ông, sự thay đổi ấy mang lại nhiều thiệt thòi. Do vậy, ông Huân mong mỏi khi xây dựng chính sách cần tính toán kỹ, cân nhắc đến quyền lợi của người lao động, sao cho người lao động được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài, từ đó ở lại hệ thống an sinh, chứ không phải chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Quý vị thân mến, ông Huân chỉ là một trong những người đang hưởng mức lương hưu thấp, bên cạnh đó còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tương tự. Trước khi đến với tin vui cho người lương hưu thấp, chúng ta hãy cùng điểm qua những ý kiến, những
những mong mỏi cháy bỏng về phần trăm tăng lương hưu từ chính sách nhà nước sắp tới. Quý vị hãy xem đâu là ý kiến đáng để xem xét nhất và bình luận bên dưới video này nhé. Ý kiến 1. Tôi đề nghị không tốn kinh phí tăng lương hưu cho những người có mức lương hưu từ 10 triệu trở lên, vì cũng đều là con người mà cán bộ, giáo viên chúng tôi sinh ra trong chiến tranh chống Mỹ lại phải làm việc nặng nhọc, cực khổ vất vả, chịu cảnh đói khát trong thời kỳ bao cấp, nhiều hơn các vị làm lãnh đạo cơ quan. Tại sao lại bị mức lương hưu lại thấp hơn? Mà lẽ ra cán bộ, công nhân lương hưu phải cao hơn chứ? Vì chúng tôi mới là những người làm ra của cải vật chất cho xã hội. Tôi biết rõ, bạn tôi nói làm quan chức to lãnh đạo nhà nước, nên nó cũng làm lãnh đạo. Khi về hưu, lương cao hơn tôi gấp mấy lần, thừa tiền toàn đi ăn chơi du lịch nước ngoài. Bây giờ mà cũng tăng lương hưu cho những đối tượng như này là quá bất công cho người hưu nghèo. Hãy để nguồn không kinh phí đó tăng lương hưu cho nhóm người quá thấp, phải nghỉ hưu sớm do tai nạn lao động, do sức khỏe yếu, gia cảnh neo đơn, bệnh tật hiểm nghèo. Tôi mong nhà nước hãy lắng nghe lòng dân. Ý kiến 2. Tăng theo giá trị tuyệt đối là hay nhất, vì khi đã về hưu, ai cũng như nhau, không phải đóng bảo hiểm nữa. Cứ tăng thêm 2 triệu đồng người là được, chứ tăng theo tỷ lệ phần trăm là khó ổn, sẽ làm gia tăng phân hóa giàu nghèo lớn. Như vậy, tăng theo kiểu cộng thêm là công bằng nhất, chứ số lương thấp mà tăng tỷ lệ phần trăm cao, số lương cao thì tăng tỷ lệ phần trăm thấp là bất hợp lý. Nếu như vậy thì đừng đặt ra đóng bảo hiểm. Khi đang làm việc làm gì nữa, nó sẽ trở thành người đóng thấp thì được hưởng cao, như vậy thì không thể khuyến khích người đóng bảo hiểm cao khi đang làm việc. Thà rằng đứng đóng hoặc đóng thấp để khi về hưu được hưởng cao, như thế thì ai chẳng muốn. Tóm lại, không đóng bảo hiểm là quỹ bảo hiểm của nhà nước teo. Khi quỹ teo thì không còn lương để ăn nữa, là hết cầu to công bằng và không công bằng. Đóng 1 xu mà đòi hưởng 1 đồng, đóng 1 đồng mà đòi hưởng 1.000, thì hợp lý chỗ nào? Theo tôi, người lương thấp sâu khi tăng theo giá trị tuyệt đối mà vẫn chưa đạt mức 5 triệu thì mong chính phủ nghiên cứu hỗ trợ thêm, nếu được, để họ bớt một phần khó khăn hiện tại. Ý kiến 3. Kính mong chính phủ, hội đồng tiền lương quan tâm tới người nghỉ hưu trước năm 1990. Những người này hiện nay tuổi đã cao, họ đều từ trên 80 tuổi trở lên. Số người này hiện còn sống rất ít, họ là những người gần đất xa trời, sắp về với ông bà tổ tiên. Họ ốm yếu, bệnh thật nhiều, công việc của họ gắn liền với bom đạn, máy bay B-52 của giặc Pháp và Mỹ. Họ vào sinh ra tử, hiện đồng lương hưu của họ rất thấp. Kính mong chính phủ quan tâm tới loại đặc biệt này và tăng lương hưu trên 20% để cuộc sống họ bớt khổ. Đây cũng là tấm lòng nhân ái và tính nhân văn của nhà nước đối với họ, vì những người này hiện còn sống rất ít, họ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Xin chân thành cảm ơn. Ý kiến 4. Như trước đây tôi đã có ý kiến nhiều lần nhưng không được nhà nước quan tâm tới, bởi chúng tôi là đối tượng về hưu trước năm 1995. Chúng tôi tham gia cách mạng từ 25 đến 30 năm. Trong những năm ấy không phải đóng bảo hiểm, đi làm không có ngày chủ nhật, 5 năm mới tăng lương, một lần tăng một bậc, lương 3 đến 5 ngàn đồng. Ngày ấy lương không đủ ăn, nếu nhà quê không có mảnh vườn là đói thật chứ không chơi. Từ năm 1995 về hưu đến nay đã tăng rất nhiều lần, tôi không nhớ nữa, mà giờ cũng chưa được 5 triệu đồng. Trong khi đó, tiền thuốc hơn tiền ăn, ngoài thuốc bảo hiểm ra còn vô số các loại thuốc phải mua ngoài. Một lần nữa tôi tha thiết nhà nước xem xét lại cho các đối tượng đã về hưu như chúng tôi, làm sao để giảm bớt thiệt thòi và bớt chênh lệch giữa các đối tượng cùng là hưu trí trong một đất nước. Tôi thấy cùng chức danh ngành nghề công việc như nhau, nhưng người nghỉ hưu trước 1995 họ rất thiệt thòi vì không được tăng lương công nhân viên chức nên họ phải nhận mức lương rất thấp, đồng nghĩa với lương hưu thấp. Nếu tăng phần trăm đồng đều như các năm thì vô tình người lương cao càng cao hơn, người lương thấp vẫn cứ thấp hơn nữa. Mức tăng phần trăm của người lương cao chênh lệch quá lớn so với người lương thấp, tạo nên sự cách biệt quá lớn cho người nghỉ hưu xưa và nay. Cộng thêm nỗi bức xúc mỗi khi tăng lương hưu là tăng nhiều cho người đã đang hưởng lương cao, đây có phải là gây thêm khó khăn cho người lương thấp vì giá cả đồng nghĩa cũng tăng theo hay không? Ý kiến 5. Tôi không phải là người hưu trí nhưng tôi rất đồng tình sự tăng lương cho người về hưu năm 95 trở về trước. Vì những người đó có nhiều năm trong chiến tranh gian khổ, đói khát, sống không tiền lương, nhưng họ không sợ chết, chỉ sợ mất nước. Nay hòa bình, nhà nước giàu có thì thêm lương lên cho họ, không thiệt thòi đâu mà tính toán. Một thời gian khổ chiến tranh, hy sinh vì đất nước, nay đã gần đất xa trời, ốm đau bệnh tật, thuốc thang đủ kiểu. Nhưng với đồng tiền lương ít ỏi, vất vả cuộc sống, vậy nhà nước có thể đãi ngộ cho họ gì không? Chỉ mong nhà nước quan tâm, tăng thêm đồng lương cho họ. Với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ 50% thì may chi họ đỡ vất vả hơn chút xíu, chứ cũng không thể mong bằng những người về hưu sau này. Cũng một con người về hưu như nhau, công việc như nhau, ăn uống tiêu dùng như nhau, nhưng lại chênh lệch quá lớn.
có ai thấu hiểu và cảm thông cho họ đây? Ý kiến 6. Mong nhà nước giúp đỡ những người chống Mỹ về hưu là thanh niên xung phong và bộ đội sau chuyển ngành nhưng bậc lương 2.7 vì họ chuyển ngành và năm công tác của người ta hơn 20 năm và mấy lần tăng lương rồi vẫn chưa được nổi 3 triệu. Thời điểm đó người ta tổn thất rất nhiều, kể cả về sức khỏe, về mọi mặt. Những người này còn sống là đã trên 70 rồi. Số lượng này không còn nhiều, mong nhà nước Việt Nam giúp đỡ và quan tâm. Chứ còn thực sự, người ta hy sinh tất cả, bây giờ ai dám đòi hỏi. Tôi là nữ quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đi làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, chi viện cho tuyến lớn miền Nam. Sau gần 4 năm phục vụ trong quân ngũ, tôi được chuyển ngành về ngành thương nghiệp tỉnh. Nhưng không lâu sau đó, công ty làm ăn thua lỗ bị phá sản, phải giải thể. Lúc đi làm, chế độ nghỉ hưu tuổi đời 45 năm công tác, tính cả thời gian trong quân ngũ được 23 năm 6 tháng. Lúc về hưu năm 2002, được 210 đồng một tháng. Qua hơn 20 năm với nhiều lần tăng lương, nay tôi cũng chỉ mới được 2 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Trong khi tuổi đã 70, ốm đau bệnh tật nhiều, mong chính phủ và các ban ngành có thẩm quyền xem xét, mức lương của tôi chỉ đủ cho một lần đi khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm y tế mà thôi. Ý kiến 7. Tổ hưu của chúng tôi ở Hà Trung, Thanh Hóa, chúng tôi thường bình luận mỗi năm, nhà nước tăng lương, người lo buồn nhiều hơn người vui. Những người lương thấp vì nghỉ hưu trước năm 95 như cá nhân tôi quá buồn và quá thiệt thòi vì số phận nữa. Tôi đi công tác bị tai nạn, bao năm gian khổ, mạng sống chỉ gang tấc trong chiến tranh. Rồi không thể tiếp tục công tác được, buộc phải về, nhưng tặng mãi giờ mới lên được 3 triệu. Hoàn cảnh cô đơn không chồng con, ốm đau liên miên, thấy quá đau khổ. Chồng mãi xem nhà nước có quan tâm cho những người về trước năm 95, người đã trải qua bao khó khăn gian khổ mà vẫn không có. Vậy, đề nghị Quốc hội cân nhắc bàn bạc cho kỹ để bớt phần đau khổ cho chúng tôi. Xin cảm ơn Quốc hội. Ý kiến 8. Theo ý kiến riêng tôi, cũng như một số người là điều chỉnh tăng lương hưu, thực chất là nhà nước bù đắp phần trượt giá cả hàng hóa sau khi điều chỉnh tăng. Đất nước ta trải qua thời kỳ chiến tranh, thời kỳ bao cấp kéo dài, nên chế độ đãi ngộ qua tiền lương và hưu trí còn nhiều bất cập. Vì thế, việc điều chỉnh tăng lương hưu lần này cũng nên vận dụng thành các mức tỷ lệ phần trăm cho phù hợp, không nên áp dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân là rất bất hợp lý. Đề nghị các cơ quan tham mưu cho nhà nước cần đề xuất ý kiến với chính phủ, với nhà nước ra quyết định cho thỏa đáng, hợp với lòng dân và nguyện vọng đại đa số người nghỉ hưu. Xin trân trọng cảm ơn. Ý kiến 9. Khi còn sức khỏe, còn độ tuổi làm việc thì tùy theo năng lực, vị trí làm việc nên có những mức lương khác nhau. Nhưng này đã nghỉ hưu, nghỉ làm rồi, ai cũng tuổi cao sức yếu, ăn kém, ngủ kém, nghĩa là chẳng còn ăn, còn chơi gì nữa, lại bệnh tật ốm đau. Cho nên, tôi nghĩ rằng, tăng lương làm sao đừng để người đã có lương cao lại càng cao, tiêu không hết. Người lương thấp thì cũng chẳng tăng được bao nhiêu, không đủ trang trải cuộc sống, lại còn thuốc men. Ý kiến 10. Về hưu rồi mà, có ai còn đóng góp cho xã hội nữa đâu. Ai đóng cao thì đã được tính cao rồi. Những người hưởng lương ngân sách đã được ưu ái hưởng lương hưu cao. Nên một phương án đơn giản và công bằng xã hội là tăng lương hưu theo giá trị tuyệt đối, mọi người đều tăng như nhau. Cũng như tiền điện nước tăng thì áp dụng cho tất cả mọi người. Thế mới gọi là công bằng. Vâng, đây là 10 ý kiến đóng góp nổi bật nhất mà chúng tôi tổng hợp chung trong thời gian vừa qua. Quý vị hãy bình luận số ý kiến của mình tâm đắc nhất xuống bên dưới video này nhé. Vâng, dù mỗi người một quan điểm, một góc nhìn khác nhau, thì đa số vẫn hướng sự quan tâm và sẻ chia của mình về những người đang có mức lương hưu thấp. Và chính vì những tấm lòng cao thượng đó, chính sự từ bi trong tâm mỗi người đó đã giúp chúng ta đón nhận nhiều tin vui hơn. Và đây là lời khẳng định chính thức của rất nhiều chuyên gia về an sinh xã hội vừa được chia sẻ, đó là tăng lương hưu năm 2024 thì nên tăng thêm cho người có tiền lương thấp. Theo đó, việc tăng lương hưu 2024 vẫn thực hiện theo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, nhưng nên có hai phần là đảm bảo giữ giá trị của đồng lương hưu và phân phối lại của nền kinh tế quốc dân do tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, đây là quan điểm của tiến sĩ Phạm Đình Thành, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi trao đổi với phóng viên về đề xuất tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2024. Vậy, hai phần tăng lương hưu ở đây là gì? Ông Thành chia sẻ rằng, trước đây tôi đã nghiên cứu chuyên đề về cả một quá trình tăng lương hưu. Theo đó, từ năm 1995 đến năm 2023, đã có 23 lần điều chỉnh lương hưu với tốc độ tăng trên 100%. Tôi đã có đề xuất khi điều chỉnh tiền lương hưu tăng thêm cho người nghỉ hưu nên có hai phần. Phần tăng lương hưu thứ nhất là đảm bảo giữ giá trị của đồng lương hưu.
Ví dụ, năm nay người có lương hưu 3 triệu đồng, nhưng sang năm do lạm phát tăng 5%, việc điều chỉnh lương hưu phải đảm bảo được giá trị đồng tiền lương, tức là tăng lương hưu vượt qua được chỉ số tiêu dùng trượt giá đó. Phần tăng lương hưu thứ hai là sự phân phối lại của nền kinh tế quốc dân do tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với những người có lương hưu thấp. Theo tôi, phần tăng lương hưu thứ hai theo sự phân phối lại của nền kinh tế quốc dân nên được xem xét hài hòa để đảm bảo cải thiện đời sống của người nghỉ hưu. Bởi hiện nay, có người lương hưu 140 triệu đồng. Nếu ngày 1 tháng 7 tới đây tăng lương hưu 8% hay 15%, thì tiền lương tăng thêm gấp nhiều lần so với người có mức lương 3, 4, 5 triệu đồng. Hay khi tăng lương hưu 10%, người lương hưu 30 triệu đồng được thêm 3 triệu đồng, người lương hưu 3 triệu đồng chỉ được thêm 300.000 đồng. Đây là điều bất cập từ rất lâu nhưng chưa xử lý được. Bởi trước khi có luật bảo hiểm xã hội, nhà nước không quy định giới hạn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nên mọi người đóng theo mức mình muốn. Khi có luật bảo hiểm xã hội, nhà nước quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu. Với phần tăng lương hưu thứ hai, theo tôi, những người lương hưu rất cao từ 20 đến 30 triệu đồng trở lên thì được tăng tỷ lệ thấp hơn những người lương hưu thấp. Người lương hưu thấp được tăng tỷ lệ cao để giúp đời sống của người nghỉ hưu cải thiện hơn, bởi những người nghỉ hưu già yếu không thể tham gia lao động để có thêm thu nhập. Họ rất trông chờ vào sự phân phối lại của xã hội để đời sống được nâng lên. Khi được hỏi rằng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng từ ngày 1 tháng 7, 2024, lương hưu sẽ tăng tối thiểu 15% để người nghỉ hưu bớt khó khăn, thiệt thòi. Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế năm 2023 góp ý đề xuất mức tăng 8%. Ông có ý kiến gì về hai mức đề xuất này? Ông Phạm Đình Thành chia sẻ rằng, với hai đề xuất tăng lương hưu 15% và 8%, tôi thấy mức tăng 15% khó đạt được vì phải đảm bảo cân đối. Hiện nay có hai nguồn chi trả hưu trí. Người hưởng lương hưu trước năm 1995, tiền lương hưu do ngân sách nhà nước chi trả, còn những người về hưu từ năm 1995 trở lại đây, tiền lương từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả. Trong đó, số người hưởng lương từ Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ tăng dần và số người hưởng lương hưu từ ngân sách nhà nước lại giảm dần. Theo quan sát của tôi, trong nhiều năm nay, mức lãi suất đầu tư vào Quỹ Bảo hiểm xã hội giảm dần. Luật Bảo hiểm xã hội khống chế là chỉ mua trái phiếu chính phủ cho 4 ngân hàng nhà nước vay, thì tăng lương 8% là sự cố gắng lớn của ngành bảo hiểm xã hội. Hiện nay, Quỹ Bảo hiểm xã hội tồn tích được trên 1,3 triệu tỷ đồng. Đây là khoản nhiều người đóng góp để hưởng lương hưu sau này. Mình không thể sử dụng nguồn này để điều tiết lại trực tiếp cho những người được hưởng lương hưu được. Bởi phương thức tài chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là lập quỹ có trách nhiệm với chính thế hệ của người lao động. Còn người lao động muốn được cải thiện lương hưu thì trông chờ vào kết quả đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội và sự tăng trưởng của nền kinh tế do thế hệ kế tiếp tạo ra. Nhưng tôi muốn nói, tăng lương hưu bình quân chung cho tất cả số người nghỉ hưu là 8% là hợp lý, nhưng cần có sự cân nhắc, phân chia lại tỷ lệ tăng trong những người nghỉ hưu. Ví dụ, những người có lương hưu 2-3 triệu đồng thì tăng lương hưu hơn 10-12%. Người lương hưu 20, 30, 40 triệu đồng trở lên thì tỷ lệ tăng lương hưu giảm bớt đi chỉ tăng khoảng 3-4% thôi. Nhưng tổng số tiền chi ra để tăng lương hưu tính bình quân 8% là hợp lý. Khi mức đóng bảo hiểm xã hội đã giới hạn không quá 20 lần lương cơ sở thì sau này hiện tượng chênh lệch lương hưu quá lớn như hiện nay sẽ không còn nữa. Việc thực hiện tăng lương hưu như vậy nhưng vẫn giữ nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, chỉ có phần điều tiết lại của xã hội, sự tăng trưởng của xã hội cho hợp lý, giúp cải thiện cuộc sống của người nghỉ hưu. Quý vị thấy ý kiến của chuyên gia Phạm Đình Thành về việc có nhiều tăng nhiều, có ít tăng ít nhưng vẫn chia làm ba mức rõ ràng để quan tâm hơn đến người hưởng lương hưu thấp mà vẫn đủ ngân sách cho tổng số người nghỉ hưu chưa ạ? Nếu ai đồng ý thì hãy bình luận ý kiến của mình xuống dưới video này để chúng tôi được biết và sẽ cập nhật vào các video sau nhé. Thực sự có những ý kiến đóng góp tích cực và quan tâm đến người lương hưu thấp thì những mảnh đời khó khăn thế này sẽ giảm đi rất nhiều khi tuổi già sức yếu. Nghỉ hưu đã 5 năm và đang hưởng lương hưu, nhưng ông Nguyễn Trường Sơn, nghiệp đoàn xe ôm quận 10, vẫn ngày ngày chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình. Ông Sơn cho biết, ông từng có hơn 20 năm làm việc tại một đơn vị sự nghiệp. Năm 2018, ông nghỉ hưu. Khi ấy, ông vừa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện để nhận lương hưu. Những tưởng cuộc sống sẽ dễ thở hơn sau khi nhận tháng lương hưu đầu tiên chưa tới 2 triệu đồng. Ông rất hoang mang. Ông Sơn kể, khi ấy tôi còn mẹ già gần 90 tuổi phải phụng dưỡng. Trong khi đó, vợ thì bị suy tĩnh mạch, sức khỏe yếu không thể làm việc nặng. Các con đều lấy vợ lấy chồng, nhưng cuộc sống cũng khó khăn, nên tôi đành gác lại mong muốn thảnh thơi tuổi già,
quyết định chạy xe ôm toàn thời gian để kiếm sống. Ông nói thêm, trước khi nghỉ hưu, ông đã bắt đầu kiếm thêm bằng việc chạy xe ôm ngoài giờ. Tuy nhiên, lúc đó còn việc làm cố định, nên làm thêm chỉ để có một khoản tích lũy. Tuy nhiên, khi nghỉ hưu, lương hưu không đủ lo cho gia đình, công việc ngoài giờ lại trở thành việc chính của ông. Nếu siêng chạy và đồng khách, mỗi ngày ông cũng kiếm được từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, cộng với khoản lương hưu 3 triệu đồng. Mức lương hưu đã tăng sau hơn 5 năm, mới xem như tạm đủ sống. Điều mà ông Sơn lo lắng là hiện nay ông đã ngoài 60 tuổi, không biết còn có thể chạy xe được bao lâu. Vì vậy, ông rất mong lương hưu của mình sẽ được cải thiện. Ông Sơn không phải là trường hợp duy nhất phải vất vả mưu sinh dù có lương hưu. Giống như ông, vì lương hưu thấp, bà Hoa, một cán bộ công đoàn tại quận Phú Nhuận, cũng đã tiếp tục làm việc suốt hơn 10 năm qua. Bà Hoa cho rằng, có lương hưu, người lao động khi về già sẽ bớt lo toan vì mỗi tháng có một khoản thu cố định. Mặt khác, có lương hưu, bà cũng không phải lo mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, mức lương hưu thấp cũng là nỗi trăn trở của người lao động khi quyết định đóng bảo hiểm xã hội lâu dài để hưởng hưu hay rút bảo hiểm xã hội một lần. Bà Hoa đề xuất, là cán bộ công đoàn, tôi ủng hộ người lao động nên chờ hưởng hưu để tuổi già bớt cơ cực. Nhưng thực tế từ bản thân tôi, với mức lương hưu được điều chỉnh nhiều lần trong hơn 10 năm qua, nhưng vẫn thấp hơn so với lương tối thiểu vùng, nếu không đi làm sẽ không đủ chi tiêu cuộc sống. Vì vậy, tôi cho rằng lương hưu hiện vẫn chưa được như mong muốn của số đông công nhân. Vì vậy, để lương hưu hấp dẫn thì cách tính lương hưu lẫn mức đóng bảo hiểm xã hội cần phải được tính toán lại cho hợp lý. Bà cũng bày tỏ băn khoăn khi tìm hiểu về nội dung giảm số năm đóng tối thiểu xuống còn 15 năm để hưởng lương hưu trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Bởi với số năm đóng tối thiểu như hiện tại, lương hưu đã rất thấp. Nếu còn giảm xuống thì tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam sẽ càng thấp, khó thu hút họ ở lại và đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, thì Bộ Tài chính cũng đã đề nghị nên tính toán lại mức phù hợp. Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội đã quyết định từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27/NQ-TU, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Thực hiện chính sách tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất từ ngày 1/7/2024 thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%, tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng, tăng trợ cấp xã hội từ 38,9% từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng. Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, đối với chính sách người có công sẽ thực hiện đúng phương châm thể hiện trong pháp lệnh người có công là người có công được hưởng trợ cấp cao hơn bình thường. Theo tinh thần đó, mức trợ cấp của người có công sẽ cao hơn một bậc so với mức cải cách tiền lương. Đối với nhóm đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, có mức tăng tương đồng với mức tăng lương bình quân của công chức, có lộ trình gồm hai thời điểm là 1/7/2024 và 1/7/2025. Về tăng lương hưu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẽ phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau ngày 1/7/2024. Với nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024, nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Và ngoài áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương hưu theo ngân sách khi về hưu được đảm bảo đầy đủ chế độ như người nghỉ hưu bình thường. Nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Chính trị, các cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng những chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa. Bộ Tài chính cũng cho biết, ước tính sơ bộ, nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước năm 2024 tăng thêm so với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện phương án đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là 17.276 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội quyết định tối đa là 7.430 tỷ đồng. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, tính toán lại các phương án điều chỉnh cụ thể, bảo đảm các nguyên tắc và cơ sở pháp lý để trình cấp có thẩm quyền quyết định các mức điều chỉnh trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Trường hợp nếu vượt quá, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Quốc hội xem xét lại, điều chỉnh, bổ sung ngân sách để việc tăng lương hưu, các loại trợ cấp thực sự có ý nghĩa và các đối tượng thụ hưởng được cải thiện cuộc sống. Nếu tăng lương hưu tỷ lệ thấp,
thì tất cả ba nhóm đối tượng đều sẽ bị chênh lệch, chứ không chỉ những người về hưu trước năm 1995. Bây giờ giải quyết tăng lương hưu tỷ lệ cao hơn cho những người về hưu trước năm 1995. Vậy, đối tượng nghỉ hưu từ năm 1995, nhiều người có lương hưu thấp, thậm chí dưới mức lương tối thiểu, chỉ 2 triệu đồng một tháng thì có được tăng cao không? Còn nhóm về hưu trước 1 tháng 7 2024, nếu xử lý cho họ tăng thấp, sau này cũng sẽ chênh lệch, mâu thuẫn với nhau. Người ta sẽ đặt câu hỏi, tại sao mình đóng bảo hiểm xã hội nhiều lại được tăng lương thấp? Cho nên vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải tính toán con số cụ thể để có cách xử lý phù hợp. Và con số phần trăm tăng lương hưu 15% vẫn được cho là hợp lý nhất. Dư luận xã hội và nhiều người nghỉ hưu băn khoăn khi hai mức đề xuất tăng lương hưu 8% và 15% từ ngày 1 tháng 7 2024 có sự chênh lệch quá lớn. Những người hưu trí đang hưởng lương hưu thấp cho rằng đề xuất tăng lương hưu 8% khó cải thiện mức sống, nhất là trong tình hình giá các mặt hàng tăng. Một cán bộ hưu trí ở huyện Ba Vì chia sẻ: trước đây tôi làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã, tham gia bảo hiểm xã hội 21 năm, lương hưu 1,9 triệu đồng một tháng. Để đảm bảo đời sống, vợ chồng tôi nuôi gà, cấy 1 sào ruộng, lấy lúa ăn, các con hỗ trợ thêm. Nguyện vọng của tôi là tăng lương hưu 15% như ý kiến của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bởi từ 1 tháng 7 2024, khi công chức, viên chức được tăng lương thì giá cả thị trường lại leo thang. Trước việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến tăng lương hưu 15%, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tăng lương hưu 8%. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho rằng, ý kiến mỗi bên đều có cơ sở. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội muốn mức tăng cao hơn vì lương hưu thấp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Nhưng từ trước đến nay, đều điều chỉnh lương hưu ở mức bằng hoặc cao hơn mức tăng lương của cán bộ công chức, viên chức. Cho nên, tới đây, cán bộ công chức, viên chức được điều chỉnh lương cao hơn, thì người về hưu cũng cần được tăng lương ở mức cao hơn. Nhiều năm nghiên cứu về chính sách an sinh xã hội, tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, về nguyên tắc, tăng lương hưu từ 1 tháng 7 2024 phải đặt trong mối quan hệ với mức lương thấp nhất của công chức, viên chức, nhưng cũng cần tính đến khả năng, nguồn ngân sách và quỹ bảo hiểm xã hội. Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở hiện nay là 1 triệu 800 nghìn đồng. Sắp tới, thực hiện cải cách tiền lương sẽ bỏ mức lương cơ sở, cho nên, theo xu hướng, lương hưu thấp nhất bằng lương tối thiểu bình quân 4 vùng. Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất điều chỉnh 8% là thấp nhất, không bằng mức lương tối thiểu bình quân của 4 vùng hiện nay, sẽ gây hụt hẫng cho những người hưởng chế độ hưu trí. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, nếu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mức tăng lương cán bộ công chức, viên chức là 23,5% thì đề xuất tăng lương hưu 15% là phù hợp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức tăng lương hưu 8% thì quỹ bảo hiểm xã hội đỡ hơn, nhưng tạo ra khoảng cách lương của người về hưu trước và người nghỉ hưu sau cải cách tiền lương ngày càng loãng ra. Từ nhận định này, ông Phạm Minh Huân cho rằng cần phải cân nhắc với mức đề xuất tăng lương hưu. Mức tăng như đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phù hợp hơn với nguyện vọng người nghỉ hưu, nhưng quỹ bảo hiểm xã hội phải tăng nhiều hơn số tiền chi trả. Quý vị thấy đấy, rất nhiều chuyên gia và bộ ngành đang quan tâm đến người có mức lương hưu thấp, nên cho dù là tăng chuẩn 8% hay xoay sở để tăng lên 15%, thì người lương hưu thấp và những người về hưu trước 1995 cũng sẽ là người có tin vui nhiều nhất. Còn quý vị có ý kiến đóng góp gì cho chúng tôi, xin hãy chia sẻ ngay bên dưới video này.